Đỗ Hùng Dũng bắt đầu tập đi sau chấn thương kinh hoàng. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau quá trình điều trị chấn thương hiện đã có thể di chuyển mà không cần sử dụng đến nặng. Trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bắt đầu bước chậm rãi mà không cần tới nặng. Sau gần 2 tháng sau chấn thương gãy chân kinh hoàng, hồi tháng 3, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác sau tình huống phá bóng thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ của Hà Nội FC được bác sĩ hàng đầu về xương khớp phẫu thuật ngay với công nghệ tiên tiến nhất. Sau quá trình phẫu thuật và điều trị chấn thương, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang trong thời gian tập đi mà không sử dụng nặng. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn đang cố gắng tự tập luyện tại nhà. Anh thường xuyên tự tập đi trong nhà. Tuy nhiên, mọi di chuyển vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo chia sẻ của bã xã Hùng Dũng, anh đang rất mong chờ ngày được đi bình thường trở lại. Anh chỉ đang có những bước đi đầu tiên và còn chậm chạp. Sau 2 tháng điều trị và tập vật lý trị liệu, Hùng Dũng đã có thể tự bước đi mà không cần đến nặng. Dù những bước đi còn khó khăn nhưng đây là tin vui với tiền vệ này trong quá trình hồi phục. Theo các bác sĩ, Hùng Dũng có thể tập lại vào khoảng cuối năm nay với hy vọng có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao. Tin tức mới nhất của Hùng Dũng cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022. Thiếu vắng Hùng Dũng là mất mát không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam, nhưng các đồng đội sẽ thi đấu hết sức để bù đắp khoảng trống mà cầu thủ này để lại. Khi được huấn luyện viên Park Hang-seo vào bệnh viện thăm hỏi, ông Dũng đã rất tự tin động viên ông thầy người Hàn Quốc. "Em sẽ đá nếu chúng ta vào vòng loại cuối cùng World Cup", anh nói với huấn luyện viên Park. Đây cũng là mong ước của tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hùng Dũng là cầu thủ nổi tiếng với sự chăm chỉ tập luyện và sinh hoạt khoa học nên có thể thấy quá trình hồi phục của anh cũng diễn ra khá thuận lợi. Trước đó, sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh hồi tháng 3, Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân và được chuyển ngay đến bệnh viện. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội bị gãy xương chày và xương mác chứ không bị tổn thương dây chằng. Dự kiến anh sẽ mất 5-6 tháng để hồi phục và đi lại bình thường. Sau đó mất thêm khoảng 6 tháng để tập luyện thì mới có thể thi đấu trở lại. Trong quá trình nghỉ chấn thương, Hùng Dũng vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của Hà Nội, quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Điều đáng tiếc nhất là cầu thủ trụ cột ở tuyến giữa chưa thể cùng đồng hành với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.